Xin chào các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục luyện đề minh họa số 7. Trong cái nội dung của đề thi hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào các cái chương ở học kỳ 1, gồm có chương 1, chương 2, chương 3. Ba chương này nó chiếm kiến thức cũng tương đối, tức là bằng một nửa của chương trình các em nha. Nó ngang với một cái đề thi học kỳ 1. Với các chương 1 là dao động điều hòa, chương 2 là sóng cơ học, chương 1 là dao động, các loại dao động ấy, thì chủ yếu là dao động điều hòa, chương 2 là sóng cơ học, chương 3 là dòng điện xoay chiều. Trước hết thì thầy sẽ trình chiếu cho các em coi cái đề thi, rồi sau đó các em có thể làm trước, rồi sau đó thầy sẽ sửa. Chúng ta bắt đầu. Câu 1, câu 9. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nha, từ câu số 1. Đây là tiết giải đề nên là các kiến thức chúng ta gặp những cái kiến thức nào thì thầy sẽ nhắc lại kiến thức đó. Nhưng mà chúng ta nhắc lại một cách sơ lược thôi. Bắt đầu câu số 1 này. Câu nào đúng về máy phát? Máy phát thì phần tạo ra dòng điện là phần ứng, đúng rồi, tạo ra dòng, cái phần tạo ra từ trường là phần cảm này, phần tạo ra dòng điện là phần ứng, nên đáp án là câu A. Câu số 2, con lắc lò xo có chu kỳ T1, T2, nếu thay M bằng 2M1 cộng M2 thì các em lưu ý. Thì chúng ta quen cái công thức này rồi các em này, T bình hoặc là T bằng căn của T1 bình cộng với T2 bình. Thì bây giờ nó có 2M1 thì các em chỉ thêm 2 lần T1 bình thôi. Rồi sau đó thay số bằng căn 2 nhân với 1,2 bình cộng với 1,5 bình. Rồi ta bấm máy tính là ra nhé. Căn 2 nhân 1,2 bình cộng với 1,5 bình đa số là bằng số 6 là 2,26. Đáp án là câu B nhé các em. Chúng ta có công thức quen thuộc là T bình bằng T1 bình cộng với T2 bình rồi, nhưng bây giờ bài này là dùng 2 lần M1 nhé các em. Câu số 3. Số vòng sơ cấp lớn hơn vòng thứ cấp, nghĩa là N1 lớn hơn N2. Vậy máy này là máy hạ áp rồi. Máy này là máy hạ áp. Số vòng N1 là nhiều này, còn N2 thì ít này. Nó chỉ có vài vòng này thôi, N2 đây. Thì máy này là vào U1 ra U2 thì U2 sẽ nhỏ hơn U1. Đây là máy hạ áp. Giảm điện áp tăng cường độ. Đáp án là câu A, bởi vì là U1 chia U2 bằng N1 chia N2. Nhưng mà Y thì nó là tỷ lệ nghịch, Y2 chia Y1. Nên là U mà giảm thì Y sẽ tăng lên. Ví dụ như là cái máy hàn đó, máy hàn là người ta dùng một cái máy hạ áp, mục đích để tăng cường độ nó lên. Câu số 4, chu kỳ có lắc đơn T bằng 2pi căn là L chia G. Tôi là gay đấy, cho ta nhớ như vậy đi cho nó dễ nhớ.
Vậy thì chu kỳ nó sẽ phụ thuộc vào chiều dài, phụ thuộc vào gia tốc và đương nhiên phụ thuộc vào cả vị trí địa lý nữa, bởi vì là mỗi một nơi trên trái đất có một cái gia tốc trọng trường khác nhau. Nên đáp án câu không đúng ở đây là câu B, không phụ thuộc vào khối lượng. Câu số 5. Hai dao động điều hòa với cùng tần số là 4 và các em nhẩm ra omega bằng 2 pf là bằng 8 pi nhé. A1 bằng A2 và bằng 2. Khi qua vị trí động năng bằng 3 lần thế năng, động năng bằng 3 lần thế năng. Các em còn nhớ cái vị trí đặc biệt động năng bằng 3 lần thế năng chính là cái vị trí trung điểm này nè các em này. Đây là A, O, hai cái vị trí trung điểm này chính là cái vị trí mà có động bằng 3 lần thế đó. Vậy ta có x sẽ bằng A trên 2. Và lúc này vận tốc V bằng 2 từ pi, các em lưu ý A này là A tổng hợp đấy nhá. Bây giờ chúng ta đi tìm A tổng hợp trước đã nào. Các em dùng công thức độc lập V bằng omega căn A bình trừ đi x bình. Rồi cho thay vào nhá. V là bằng thay số này, V là 24 pi bằng omega là 8 pi căn của A bình trừ đi x bình chính là A bình chia 4 đấy. Thì các em sẽ tính được A lớn. Chúng ta cho máy nó chạy thôi các em ạ. 24 chia 8 là 3. Cái này nó là A căn 3 trên 2. Nó bằng 3. Vậy đáp số A sẽ bằng 2 căn 3 các em ạ. A này là A tổng hợp nhé, bằng 2 căn 3. Vậy độ lệch pha giữa hai dao động này bằng bao nhiêu thì các em có thể chúng ta dùng cái công thức tổng hợp dao động điều hòa như sau. Là A bình bằng A1 bình cộng với A2 bình cộng với 2 lần A1 A2 nhân với cos của delta phi. Thì cái A bình này là A tổng hợp đấy, là bằng 2 căn 3 rồi đấy. Còn A1, A2 thì nó bằng 2 rồi, đề bài cho rồi ấy. Nên bài này đáp số dễ dàng ra được là câu B, pi trên 6 nha các em nhé. Vấn đề là chỉ có máy nó chạy thôi. Hoặc là chúng ta mà ngại giải những cái phương trình lượng giác này thì chúng ta có thể thử thử cái độ lệch pha này, độ lệch pha này vào cái công thức vừa thầy ghi đó, miễn sao nó đúng thì thôi. À, như vậy là câu 5 đã xong nha các em. Cái phần nào mà nó phức tạp các em có thể dừng dừng lại, dừng clip lại rồi chúng ta nháp, chúng ta nháp khi nào xong thì cho tiếp sang câu sau. Câu số 6. Đề bài cho dòng điện xoay chiều thì cái U0 là 220 căn 2 nha các em nha. 220 căn 2 nó bằng bao nhiêu này? 220 căn 2 thì nó xấp xỉ là bằng 311 nha các em. Vậy ta có U0 cỡ khoảng 311. Người ta dùng cái dòng điện này để thắp sáng cái bóng đèn neon mà biết là đèn chỉ sáng khi hiệu điện thế không nhỏ hơn 150 lăm. Các em lưu ý đây cũng là dao động điều hòa thôi. Vị trí cân bằng biên độ này là 311, bên này là trừ 311. Vậy số 155 nó chính là ở trung điểm này đó các em. 155. Các bạn thử lấy 155 nhân 2 mà xem. Còn 310 nó cỡ đó thì nói chung là bài này nó gần gần thôi. Vậy 300 đây là 155, 155. Cái này là 310 nha em nhé. Nó chính là trung điểm luôn. Đèn chỉ sáng khi hiệu điện thế không nhỏ hơn, không nhỏ hơn nghĩa là lớn hơn.
Nghĩa là cái vùng này này, cái vùng thầy gạch chéo này, đây là vùng điện yếu, vùng này là vùng bóng đèn nó sẽ không sáng, vùng này là vùng tắt, vùng này là vùng tắt. Còn hai cái vùng cả bên ngoài bên trái này và cả bên phải này nhá là đèn sáng đấy em. Bên phải này đèn cũng sáng đấy. Chỗ này đề bài này thì lưu ý là phải có cái chữ độ lớn, hiệu điện thế phải có chữ độ lớn này thì nó chính xác hơn nghe em. Lưu ý là bên trái nhá, là âm 155 đến âm 310 là đèn vẫn sáng đấy, hoặc là dương 155 đến dương 310 là đèn vẫn sáng đấy. Thì những cái khoảng thời gian này ấy, những cái khoảng thời gian này thì các em thuộc rồi, nó là T trên 6, T trên 6, T trên 6. Vậy là đèn sáng là có 4 cái khoảng T6, bởi vì ở trên này có 1 này, dưới 1 nữa là 2 này, bên này là 3, bên này nữa là 4. Vậy cái thời gian delta T đấy chính là bằng 4 lần cái T trên 6. Các em dễ dàng nhẩm được cái T do cái omega bằng 100 này. Các bạn thay là bằng 4 nhân với T là 0,02 chia cho 6. 8 chia 6 là bằng 4 phần 3. Vậy đa số là, à, trong một giây nhé các em nhé. Bài này là trong một giây. Nói chung, trong một giây thì chúng ta lưu ý như sau này. Đây là cái delta T này là chỉ là đèn sáng trong một chu kỳ thôi. Thế còn suy ra đèn sáng trong một giây, các em thấy là cái thời gian delta T này là nó bằng 2T phần 3 đúng không? Thì suy ra cái trong một giây thì cái thời gian delta T sẽ là bằng 2 phần 3 nhân với 1. 1 là 1 giây đấy. Vậy đáp án là câu C nhé em. 2 phần 3 chu kỳ là đấy là chỉ là thời gian đèn sáng trong một một chu kỳ thôi, còn bây giờ người ta hỏi trong một giây thì ta sẽ nhân với 1. Câu số 7. Cho hai phương trình dao động điều hòa là x1 và x2, nhưng mà nó chỉ cho A1 và A2 thôi, không cho phi1, phi2 thì ta không thể tổng hợp được. Nhưng chúng ta biết được A tổng hợp nó sẽ chạy từ hiệu A1 trừ A2 đến A1 cộng A2. Vậy các em lấy số 7 và số 4 chúng ta trừ đi nhau là bằng 3. Vậy suy ra 3 nhỏ hơn hoặc bằng A tổng, nhỏ hơn hoặc bằng 7 cộng 4 là bằng 11. Nghĩa là cái biên độ tổng hợp nó chỉ có thể bằng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mà thôi. Thế nên không thể bằng 2 được, số 2 bé quá. Nhỏ nhất là nó bằng 3 rồi. Khi hai dao động ngược pha đó. Câu số 8. Câu số 8 này em này. Giả sử có một cái nguồn âm đây, nguồn âm ở ô đây, một cái điểm M chẳng hạn, nó cách ô một đoạn là D, thì cường độ tại điểm M là Y. Nếu xa nguồn thêm 30, giả sử là từ đến đến N đây, MN bằng 30 này, thì cường độ âm của điểm N nó chỉ là Y chia 9 thôi. Nghĩa là đi từ M tới N là cường độ âm giảm đi 9 lần. Cường độ âm giảm đi 9 lần. Chúng ta lưu ý công thức cường độ âm, lấy công suất của cái loa đó chia cho 4 pi R bình. 4 pi R bình chính là diện tích của cái mặt cầu mà âm thanh nó truyền đi đấy. Trong môi trường đẳng hướng thì âm thanh nó truyền về mọi phía theo một cái hình cầu. Vậy các em thấy Y và R là tỷ lệ nghịch với nhau. Y tỷ lệ nghịch với bình phương của R. Vậy cường độ dòng điện Y giảm đi 9 lần thì suy ra khoảng cách, cường độ Y giảm 9 lần suy ra khoảng cách tăng 3 lần.
y giảm 9 suy ra r tăng 3 lần. Vậy ta có on bằng 3 lần om. Suy ra on là thay d cộng 30 bằng 3 lần om là d. Vậy ta giải ra d bằng 15. Đáp án là 15 nha, câu D nhé các em. Phải nhắc lại, cường độ âm tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách mà khi đi từ điểm M tới điểm N là cường độ âm là Y đấy, đã giảm đi 9 lần thì R sẽ phải tăng lên 3 lần. R tăng lên 3 lần nghĩa là ON gấp 3 lần OM. Tiếp theo, câu số 9. Đề bài cho biểu thức của từ thông nhé. Phi là từ thông nha. Thì muốn tìm suất điện động thì ta chỉ cần đi tính E bằng trừ của phi phẩy thôi. Các em chỉ cần đạo hàm cái biểu thức phi này thôi. Đạo hàm của hàm cos là bằng trừ sin, nhưng mà nó sẽ thoát thêm một cái omega ra ngoài nữa. Vậy có hai dấu trừ là thành dấu cộng, bằng 2 nhân 10 mũ trừ 3 nhân với omega là 100 pi nhân với sin, viết nguyên cái biểu thức 100 pi t vào. Vậy bấm máy sẽ bằng trừ 3. Vậy nó sẽ bằng là 0,2 pi nhân với sin. À, ta để mili đi các em. Các em để mili thì cái trừ 3 này là ta thay bằng là cái trừ 3 này các bạn thay bằng là mili nhá. Vậy nó sẽ bằng, cứ để milivolt đi. Thì sẽ thành 200 pi nhân với sin 100 pi t. Đơn vị là milivolt 200. Vậy suất điện động hiệu dụng bằng bao nhiêu? Thì ta có E hiệu dụng bằng E0 chia căn 2. Lấy 200 pi chia căn 2 là bằng 100 pi căn 2. Vậy đáp án là câu C, 100 pi căn 2. Đây là câu số 9. Tiếp theo, câu số 10. Câu này hỏi lý thuyết ly độ vận tốc gia tốc, thì các em lưu ý cái pha của mỗi đứa một khác nha em nha. Ly độ là x, vận tốc là v, gia tốc là a. Gia tốc a là sớm pha nhất. Nó sẽ biến thiên nhưng biến thiên cùng tần số với nhau, nên đáp án câu D, pha là khác nhau, pha thì khác pha nhau cùng tần số. Ví dụ như x là bằng a cos omega t cộng phi, v thì bằng a omega cos omega t cộng phi rồi cộng thêm pi chia 2 nữa. Còn gia tốc a thì là bằng a omega bình cos omega t cộng phi cộng pi chia 2 xong cộng pi chia 2 nữa. Vậy các em thấy là biên độ của ba đứa này là khác nhau này, biên độ ba đứa khác nhau, độ lệch pha của ba đứa này là khác nhau, chỉ có omega là giống nhau thôi, nghĩa là cùng omega thì sẽ cùng f, cùng tần số. Câu số 11. Cho biên độ bằng 6 khoảng thời gian hai lần liên tiếp, tốc độ đạt giá trị bằng giá trị cực đại nhé. Tốc độ cực đại thì chính là khi đi qua cân bằng rồi. Vậy đây cái thời gian 0,05 này chính là hai lần liên tiếp vật đi qua cân bằng, mà từ cân bằng ra biên sau đó về cân bằng nữa, đấy là t trên 4 nữa. Vậy đấy chính là nửa chu kỳ luôn anh em. Vậy ta có t chia 2 bằng 0,05 nhân chéo lên là t bằng 0,1.
P bằng 0,1. Vậy người ta hỏi là thời gian vật đi từ số 3 đến số 6 bằng bao nhiêu nha? Số 3 đến số 6. Biên là bằng 6 đây, vị trí cân bằng ô đây, trừ 6 đây. Số 3 đây. Vậy từ số 3 đến số 6 thì cái khoảng thời gian này thầy vừa ghi ở trước đó rồi. Suy ra khoảng cái thời gian delta t này là đều là t trên 6 hết. Vậy đa số là 1 phần 60 câu B nhé. Câu tiếp theo, câu số 12. Chắc chắn là chúng ta phải đi tính chu kỳ trước rồi. Chu kỳ T bằng 2π chia omega. 2π chia 4π là bằng 0,5. Nhưng người ta hỏi động năng biến thiên với chu kỳ bao nhiêu? Các em lưu ý có tất cả 6 đại lượng biến thiên này. Đó là x, v, a thì nó biến thiên. Biến thiên với chu kỳ là t. Tần số là f, nhưng mà động năng và thế năng thì nó lại biến thiên với chu kỳ không phải là t nữa mà là t trên 2, và tần số cũng không phải là f nữa mà là 2f. Thế nên các em tính chu kỳ của động năng là các bạn tính là t bằng 0,5 rồi. Giờ ta phải chia đôi ra thì mới ra đáp số là câu C. Đáp số câu C nhé. Câu số 13. Mạch RLC câu nào là sai? Khi nói về công suất lớn nhất khi khi cộng hưởng rồi U cùng pha với Y là đúng. Hệ số công suất lớn nhất là khi cộng hưởng là omega nhân LC bằng 1 đúng. Khi R thay đổi công suất tiêu thụ lớn nhất thì cộng hưởng câu này là sai anh em nhé. R thay đổi thì không thể cộng hưởng được đâu. Điều kiện cộng hưởng là ZL bằng ZC hay L nhân C nhân omega bình bằng 1. Nghĩa là chỉ có L, có C và omega nó mới ảnh hưởng tới hiện tượng cộng hưởng nha. Chứ còn R thay đổi thì nó cũng không thể xảy ra cộng hưởng được. Câu số 14. Khi tần số ngoại lực bằng tần số riêng thì tốt quá rồi. Tần số ngoại lực mà bằng tần số riêng thì đấy là xảy ra cộng hưởng liền. Biên độ nó tăng vọt lên, biên độ cực đại lên. Đây chính là dao động cưỡng bức đấy nghe. Cưỡng bức nhưng cưỡng bức một cách đặc biệt. Nghĩa là cái vật này nó vốn dĩ dao động với tần số này mà ta lại tác động một ngoại lực lại có tần số đúng bằng tần số cũ của nó thì tốt thôi, nó sẽ dao động và dao động tiếp tục lớn luôn, lớn hơn luôn. Thì đấy là hiện tượng cộng hưởng. Câu số 15 là con lắc đơn. Các em lưu ý đọc đề là các em lưu ý con lắc đơn. Chiều dài L1 gấp 2 L2. Người ta hỏi so sánh tần số F bằng 1 phần 2 pi căn G chia L. Hóa ra tần số tỷ lệ nghịch với căn của chiều dài. Tần số tỷ lệ nghịch với căn bậc 2 của chiều dài. Thế nên đáp án các bạn đoán được là F2 sẽ bằng căn bậc 2 của F1. Chúng ta đoán cho nó nhanh nhé. Câu số 16. Cho biểu thức hiệu như thế rồi. Cho R. Cho L. Các em nhẩm cái ZL này bằng L omega. Cái này ra bằng 100. Khi C thay đổi từ 200 phần pi micro. À, C thay đổi là 200 phần pi. Thực ra micro là các em nhân với 10 mũ trừ 6 nhé. Là bằng 2 nhân 10 mũ trừ 6 phần pi đó. Đến 5 nhân với 10 mũ. Không, 2 nhân 10 mũ trừ 4 nhé. Còn cái kia là 5 nhân 10 mũ trừ 5 phần pi. Thì cường độ dòng điện nó sẽ như thế nào?
Các em thử đoán nha, cường độ dòng điện xem nó cực đại lúc nào nha. Đó là khi chúng ta thử xét cái trường hợp cộng hưởng nè, khi cộng hưởng là ZL bằng ZC đấy là bằng 100 đấy, là Y sẽ cực đại đấy, Y sẽ mắc. Thế còn khi C từ ngần này đến ngần kia thì các em trong khi đó các em bấm cái ZC1 ra. Cái ZC1 là khi đó các em thay C bằng cái số này này thì dễ dàng ra nó là bằng 200 đấy nha các em nhé. Còn khi C thay bằng cái số kia thì ZC nó ra là cái này thầy đoán là gấp 4 là 800. Tại vì sai cái số này các em này. Khi C bằng 2 nhân 10 mũ trừ 4 là ZC sẽ bằng 50 các em ạ. Còn khi C bằng 5 nhân 10 mũ trừ 5 phần pi thì ZC nó sẽ bằng 200. Vậy thì cái ZC bằng 100 nó nằm ở giữa của cái số 50 và 200. Và cái 100 này làm cho cường độ cực đại. Thế thì đáp án nó là câu A nhé, cường độ dòng điện nó lúc đầu nó tăng rồi sau đó nó giảm. Tiếp theo câu số 17, mạch RLC nối tiếp mà bây giờ lại cho biểu thức của mỗi của UC thôi, U thành phần thôi, UC thôi, đi viết biểu thức cường độ dòng điện. Các em biết là cường độ dòng điện Y nằm ngang, còn UC thì nó quay xuống này. Vậy là Y nó sẽ sớm pha hơn UC, nên dễ dàng các em tính được là phi Y sẽ bằng phi của UC cộng pi trên 2. Phi của UC là trừ pi trên 2, vậy cộng pi trên 2 nó bằng 0. Vậy các em đoán là Y phi của nó phải bằng 0, vậy là A hoặc là B thôi. Thế còn là Y cực đại này, Y cực đại các em tính theo U cực đại của C chia ZC. U cực đại của C đây là cái này đây, là U căn 2 đây chia cho ZC. ZC là 1 phần C omega, vậy các bạn lật cái C omega lên là thành U nhân C nhân omega nhân căn 2. Vậy đáp án là câu A rồi nhé các em. Mặc dù là mạch này người ta nói quá, nó làm quá là mạch chứa RLC nối tiếp, nhưng khi người ta cho lại cho UC đi tìm Y thì coi như mạch này chỉ chứa C mà thôi. Câu số 18. Hai nguồn sóng cùng pha, vậy đây là bài giao thoa rồi nha các em nha. Hai nguồn sóng cùng pha, cái hiện tượng giao thoa là như này, hai nguồn đây, hai nguồn AB đây thì lúc này sẽ xuất hiện các cực đại giao thoa đây. Là những cái đường hyperbol đây, còn những cái cực tiểu là nó nằm ở giữa của các cái cực đại đó. Nhưng mà bài này người ta bảo là cái điểm dao động với biên độ cực đại cách A một khoảng lớn nhất là bao nhiêu nha. Trước hết là A đây, B đây. Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A lớn nhất là bao nhiêu? Thì chắc là nó là cái cực đại ngoài cùng bên phải này này. Thì gọi điểm đấy là điểm M đây. Nhưng mà cái cực đại ngoài cùng này không biết nó là cực đại thứ mấy. Trước hết bài này ta đi tính lambda đã. Lambda bằng V chia F. 50 chia 20 là bằng 2,5. Rồi các bạn lấy AB các bạn chia cho lambda đó. Các bạn lấy 18,8. 18,8 các bạn chia cho 2,5. Nó ra là bằng 7,52. Nghĩa là mỗi bên sẽ có 7 cực đại và đường trung trực nữa là thành 15, trên AB có tất cả là 15 cực đại đấy.
nhưng suy ra cái điểm M xa nhất đấy chính là cái cực đại số 7. M xa nhất chính là cực đại số 7. Thầy lấy một điểm nữa là trung điểm này là O đây. Thầy suy ra từ O đến M bằng bao nhiêu nhé. O là cực đại trung tâm, rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cứ các cực đại liên tiếp như vậy là nó cách nhau nửa bước sóng. Vậy là OM sẽ bằng 7 lambda trên 2. Riêng cái này thôi là ta lấy 7 nhân với 2,5 chia 2 là cái này đã bằng 8,75 rồi. Sau đó ta lại đi tính đoạn AO. AO thì các bạn sẽ lấy là 18,8 chia 2 là nó ra số 9,4. Vậy lấy 9,4 các em cộng với 8,75 nó sẽ ra là 18,15. Đáp án câu D nha các em. Với bài toán này để làm được thì các em phải biết cái cách đếm số cực đại trên AB bằng cách là lấy AB chia lambda, nó ra 7,5 thì các em chỉ lấy phần nguyên là 7 thôi, nghĩa là mỗi bên có 7 đường cực đại với một đường trung tâm nữa. Vậy cái điểm M nó xa điểm A nhất, nó chính là cái cực đại ngoài cùng ở bên phải sát với điểm B, chính là cực đại số 7. Và các cực đại liên tiếp thì cách nhau nửa bước sóng. Vậy là cực đại số 7 cách trung tâm là 7 lambda trên 2. Tiếp theo, câu số 19. Người ta nói là khi tăng cái chu kỳ lên, tăng chu kỳ T tăng hoặc là giảm tần số đấy, thì lúc này ZL, ZC như thế nào nhé? Ta có ZL là bằng L nhân omega và bằng L nhân 2PF. Vậy là F tăng chu kỳ lên 2 lần thì F giảm 2 lần, vậy ZL giảm 2 lần. Mà ZL giảm 2 lần thì đương nhiên ZC sẽ tăng 2 lần thôi. ZL giảm 2 lần, ZC tăng 2 lần. Nói chung hai đứa đó nó tỷ nó ngược với tần số nha. Cảm kháng tỷ lệ thuận với tần số, còn dung kháng tỷ lệ nghịch. Câu số 20. Câu số 20 này các bạn xóa căn 2 đi nhá, thì ta có U hiệu dụng bằng 220. Dùng định luật ôm Y bằng U chia căn R bình cộng với ZL trừ ZC tất cả bình. U là 220 chia căn của R là 30 bình cộng với 20 trừ đi 60 tất cả bình. Dễ dàng đoán là dưới mẫu là 30 bình, 40 bình là 50. Và 220 chia cho 50 là bằng 4,4 nha các em. Đáp án câu D. Các bạn nên làm trước khi thầy giải thì nó sẽ ổn hơn. Giải thì có thể nó hơi nhanh hoặc hơi khó hiểu. Câu 21. Giao thoa trên mặt nước hai nguồn cùng pha những điểm cực tiểu nhé. Đây là hình ảnh giao thoa, thầy vẽ lại đây. Đây là các cực đại đây. Cái điểm này là điểm A, điểm này là điểm B. Còn các cái cực tiểu là nó nằm ở trên giữa ở đây. Thầy lấy ví dụ như là cái điểm M đây, nó là cực tiểu thứ ba đấy. Vậy là ta nối từ M tới A, đoạn này là D1. Từ M tới B, đoạn này là D2. Thì cái hiệu D1 trừ D2 nó luôn bằng những số bán nguyên lần lambda, tức là D1 trừ D2 bằng K trừ 0,5 lần lambda đấy. Vậy đa số là số lẻ lần nửa bước sóng.
hoặc là số bán nguyên là bức sóng được. Số lẻ là 2k cộng hoặc trừ 1 lambda trên 2 cũng là nó luôn. Số lẻ lần nửa bức sóng. Ví dụ như là 0,5 lambda, 1,5 lambda, 2,5 lambda, 3,5 lambda vân vân. Câu số 22. Trong sóng dừng ấy, một đầu cố định, một đầu tự do thì hình ảnh đơn giản nhất là hình này các em này. Hình này, hình ảnh đơn giản nhất là hình này. Đầu A là nút, đầu B là bụng và lúc này trên dây nó chỉ có lambda phần tư thôi. Rồi sau đó hình phức tạp hơn một xíu nó là hình này. Là xuất hiện hai nút, hai bụng. Rồi hình tiếp theo là hình này. Đó, vậy là 3 nốt 3 bụng. Hình thứ nhất là lambda trên 4, hình thứ hai là 3 lambda trên 4. Hình thứ ba là 5 lambda trên 4. Hình thứ sáu là 7 lambda trên 4. 9 lambda trên 4. Tức là cứ bằng số lẻ lần 1 phần 4 bức sóng. Đáp án là chiều dài tối thiểu nó là hình 1, nên đáp án câu B 1 phần 4 bức sóng nha em. 1 rồi tăng lên 3, 5, 7, 9 nha. 1, 3, 5, 7, 9. Câu tiếp theo, câu 30, câu 23. Quỹ đạo là 40. Quỹ đạo nó là một cái đoạn thẳng tính từ biên này sang biên kia này các em này. Bên này sang bên kia là 40, vậy có A bằng nửa thôi, 20. Khi x bằng 10 thì V bằng 20 pi căn 3. Chúng ta dùng công thức V bằng omega căn A bình trừ đi x bình. Vậy các bạn kiếm được omega bằng thay số này. V là 20 pi căn 3 chia cho căn của 20 bình trừ đi 10 bình. Cái này nó ra bằng 2 pi luôn đấy các em. Vậy là suy ra T bằng 1. Đáp án là câu A nha. Câu 24. Cuộn sơ cấp là ta có N1. N1 1000, N2 bằng 50. Máy này là máy hạ áp rồi. Cuộn sơ cấp là 220. Vậy câu này dễ quá rồi. Đa số là 44 đúng không? Ta dùng công thức là U1 chia U2 bằng N1 chia N2. Đa số là 44. Tiếp theo. Thầy lộn. 100 chia 50 là gấp nhau 20 lần. Vậy là đáp án là câu B chứ. Câu B nhé em. Tiếp theo câu 25. Câu nào sai khi nói về sóng? Sóng cơ là sự lan truyền dao động trong môi trường vật chất. Sóng cơ có thể là ngang và dọc. Sóng cơ không truyền ở trong chân không. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền vật chất. Câu này là câu sai nhé. Khi sóng truyền đi thì vật chất không truyền đi đâu. Quá trình truyền vật chất là sai đấy. Vật chất chỉ bị dao động tại chỗ thôi chứ không bị truyền đi nhé. Chắc chỉ có sóng thần nó mới vật chất nó mới truyền đi thôi. Sóng truyền đi là chỉ có năng lượng truyền đi và chỉ có pha dao động truyền đi thôi. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền pha dao động. Hai cái thôi nha các em. Câu 26. Trong một chu kỳ khoảng thời gian để vật có tốc độ lớn hơn 0,5 lần vật tốc độ cực đại. Tốc độ là V lớn hơn V max chia 2. Xem là nó ở đâu nha. Vận tốc lớn là ở lân cận vị trí cân bằng. V mà lớn hơn một nửa V cực đại ở cân bằng là V cực đại này.
Chắc là nó ở cái vị trí vị trí này thôi em, chắc là vị trí A căn 3 trên 2 này thôi các bạn. Vị trí A căn 3 trên 2 này thôi. A căn 3 trên 2 này thôi. Vậy nên vùng này là vận tốc lớn. Vùng này là vận tốc lớn. V lớn. Còn hai cái vùng đuôi này, hai cái vùng ngoài này là V nhỏ nha. Nhỏ. Thế còn tại sao thì biết được nó là vị trí A căn 3 trên 2 thì các bạn chịu khó, các bạn làm nhiều thì sẽ nhớ thôi các em ạ. Bây giờ thì kiểm tra xem có đúng là vị trí này hay không nhá. Thầy cho cái V này bằng đi. Bây giờ ta sửa là V bằng đi. V bằng 1 phần 2 V max thì sẽ là cái gì nhá. Với cái V thì ta dùng công thức là omega căn A bình trừ x bình. Còn bên phải là 1 phần 2 V max là A omega. Rồi chúng ta bình phương lên, chúng ta bỏ một omega đi nhá. Bình phương lên rồi a bình trừ đi x bình là bằng a bình chia 4. Vậy chuyển a bình sang thì ta sẽ có x bằng a căn 3 trên 2 thôi. Nó có hai nghiệm này nhé các em. Người ta hỏi trong khoảng một chu kỳ để vận tốc có tốc độ lớn hơn số này. Vậy là bài này là đi tính cái khoảng thời gian ở bên trong này. Thời gian đi từ cái vị trí cân bằng ra cái vị trí đó là t trên 6 đấy, t trên 6 đấy, t trên 6 đấy, t trên 6 đấy, và là bốn cái t trên 6 nha. Đáp án là câu B em. Thời gian đi từ cân bằng ra cái vị trí A căn 3 trên 2 nên là t trên 6. Có các vị trí đặc biệt là như sau này. Vị trí trung điểm là A trên 2 này. Rồi đến vị trí A căn 2 trên 2 này, A căn 3 trên 2 này, thì thời gian đi từ cân bằng đi ra hay là đi từ biên đi vào thì nhỏ nhất là t trên 12, rồi tới t trên 8, rồi đến t trên 6, rồi đến t trên 4. Đó, thì bài này nó là t trên 6. Câu tiếp theo, câu 27. Máy phát có 4 cặp cực. Cái số cặp cực của máy phát là P, P là bằng 4. Tần số bằng 50. Vậy là ta dùng công thức là F bằng NP chia cho 60. Đấy là khi N này là tốc độ là vòng trên phút nha. Thay số vào này. F là 50 N nhân với 4 chia 60 thì các em sẽ tính được cái tốc độ quay của cái máy này. 4 cặp cực nó là bao nhiêu? 750 à? Đáp án là câu B nhé các em. Tiếp theo, câu số 28. Câu 28 phát biểu nào đúng? Khi qua cân bằng vận tốc cực đại gia tốc triệt tiêu, đúng không? Triệt tiêu là bằng 0 đấy. Câu A nhé. Câu 29. Giao thoa biên độ là A bằng 1, lambda bằng 20. Điểm M cách hai nguồn, đây là nguồn S1 này, đây là nguồn S2 này. Hiện tượng giao thoa nó như thế này nhá. Điểm M cách S1, S2 lần lượt là 50 và 20. Ví dụ như điểm M nó nằm đây. Thì khoảng này là D1 đấy, là 50. Khoảng này là 20 đấy. Thì biên độ bao nhiêu? A lớn bằng 2A cos pi D1 trừ D2 chia lambda. Thế thôi, ta thay số vào nha. Máy tính để radian nha các em. Các em sẽ thay là 2 nhân với 1 nhân với cos của pi nhân với 50 trừ 20 chia 20. Cái này là 30, là 1,5 pi. 1,5 pi là nó đi xuống dưới là cos bằng 0. À, bài này nó là câu C là các em. Câu C nhá, bấm máy là ra thôi. Câu tiếp theo. Câu là sai.
năng lượng. À, đáp sai, số sai là câu D nha anh em. Động năng và thế năng là biến thiên nha các em, nó biến thiên, biến thiên với chu kỳ T trên 2 tần số 2F hoặc là 2 omega đấy. Ngay lúc nãy có một cái bài giống y hệt như vậy. Động năng và thế năng biến thiên. Câu 31 thì dễ rồi, XVA nó hỏi vận tốc. Vận tốc thì sớm pha hơn ly độ. Đây, ba cái kim này nó đều quay về một hướng là hướng ngược kim đồng hồ nhé. Ba cái kim này nó quay ngược kim đồng hồ thì vận tốc sẽ sớm pha hơn ly độ. Câu tiếp theo, câu 32, cho R cho L cho U. Bạn này viết biểu thức của Y. Các bạn dễ dàng các em kiếm được ZL, cái này nó bằng 50 luôn, vậy bằng với R luôn. Vậy ta đi tính Y0 bằng U0 là 100 căn 2 chia cho căn của 50 bình cộng với 50 bình là cái này là bằng 2 nhé các em, bằng 2. Rồi ta đi tính tan phi, tan phi bằng ZL trừ ZC chia R nên là cái này là bằng 1. Suy ra phi bằng pi trên 4. Suy ra phi y thì sẽ bằng phi u trừ đi phi. Phi u là trừ pi trên 4, xong là trừ đi pi trên 4 nữa là thành trừ pi trên 2. Vậy đáp án câu D nhé các em. Bài này có nhiều cách giải, chúng ta có thể dùng số phức, chúng ta bấm máy cũng được nha. Câu số 33. Hai đầu nút, hai đầu là nút, quan sát thấy tổng số nút vào bụng là 19, 19 nút vào bụng, vậy thì các bạn sẽ suy ra là 10 nút và 9 bụng, bởi vì là bụng với nút nó cứ cách đều nhau mà, thế nên là mà hai đầu nút thì đương nhiên là nút sẽ nhiều hơn, vậy là 10 nút 9 bụng, mà thế thì các em sẽ suy ra 9 bó, 9 bó là bằng 4 4,5 lambda, 4,5 lambda. Và giờ đi tính lambda trước nào. Lambda bằng V chia F. V là 40 chia cho 10 là lambda bằng 4. Vậy ta lấy 4,5 nhân với 4. 44 16 là thành 18. Đáp án câu A nhé các em. Và thời gian còn lại chúng ta làm nốt mấy câu trắc nghiệm rồi. Mấy câu kia các em làm nốt nha em nha. Câu số 36, hai âm sắc khác nhau. Âm sắc là nó gắn với đồ thị dao động. Âm sắc khác thì đồ thị nó sẽ khác nhau rồi. Cái âm sắc là cái đặc trưng nhất, nó giúp ta có thể phân biệt âm thanh khác nhau do người này, người kia hay là các nhạc cụ phát ra. Câu 37, sóng ngang. Sóng ngang truyền được trong môi trường rắn và bề mặt chất lỏng nên đáp án là câu A. Và còn những bài còn lại thì nó cũng tương tự như vậy thôi, về nhà các em có thể tự làm nhé các em nhé. Bài học hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào các em. Chúc các em học tốt.